Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ các đường cong trơn, tức là các đường SP-Line trong phần mềm AutoCAD 2015. Trong quá trình thiết kế, có rất nhiều khi các bạn sẽ cần vẽ các đường cong trơn. Thì để vẽ các đường này, các bạn có thể gõ lệnh SPL. Đấy, các bạn sẽ thấy. Các bạn Enter. Phần mềm bảo rằng, đấy, các bạn hãy chọn điểm đầu tiên, ví dụ như mình chọn điểm này. Đấy. Và các bạn hoàn toàn có thể chọn các điểm tiếp theo và vẽ như thế này. Đấy. Rất là đơn giản. Và các kết thúc lệnh các bạn có thể ấn Enter. Đấy. Chúng ta đã tạo ra được một đường cong trơn. Hoặc mình sẽ gọi lại SPL, Enter. Các bạn nhìn trong cái hộp thoại thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên các bạn có thể kích đó là Method. Đấy. Các bạn kích vào chữ M này. Thì ở đây người ta sẽ bảo rằng các bạn muốn quản lý cái đường này theo vẽ cái đường này theo cách nào, một là fit hay là save thì nó khác nhau cái gì. Đầu tiên mình sẽ chọn fit. Đấy. Chọn fit nhá, mình sẽ vẽ này. Đấy. Các bạn thấy không, nó sẽ quản lý các cái đường cong trơn của chúng ta theo những cái điểm mà các bạn kích vào. Đấy. Các bạn thấy nhá, để ý cái điểm này mình kích vào nhá, đây cái điểm này. Đấy. Sau đó mình enter này, và các bạn thấy chưa, đây là những cái điểm mà chúng ta quản lý, và hoàn toàn các bạn có thể di chuột và kéo các điểm này để biến đổi cái đường cong trơn mà theo các bạn mong muốn như thế này chẳng hạn. Đấy. Hoặc mình sẽ sử dụng cách còn lại, mình click vào method, mình chọn CV nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ này, các bạn thấy chưa, chúng ta sẽ tạo ra các đường cong trơn mà chúng ta không quản lý theo những điểm nữa, mà chúng ta sẽ quản lý nó theo cái các đường tiếp tuyến, những cái đường cong trơn đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, những cái đường tiếp tuyến. Đấy. Như này ạ. Mình enter này. Đấy, các bạn thử kích vào này. Chúng ta đã có những cái điểm quản lý nó theo những cái đường tiếp tuyến. Và theo kinh nghiệm của mình thì thường chúng ta sẽ vẽ bằng cách quản lý điểm fit hơn là điểm CV. Vì đường điểm fit sẽ giúp các bạn vẽ dễ quản lý và dễ chỉnh sửa dễ hơn. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng thấy rằng chúng ta có một cái dấu hình mũi tên đây, khi chúng ta kích vào thì nó có ý nghĩa gì. Thì các bạn kích vào đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có cách quản lý, một là fit hay là control vertical, tức là CV ấy. Đấy, giả sử như mình kích vào control vertical nhá. Đấy, thì nó sẽ biến từ cách quản lý bằng điểm fit sang quản lý bằng những cái đường tiếp tuyến như thế này. Và các bạn có thể kích và thay đổi vị trí của đường tiếp tuyến để biến đổi cái đường cong trơn của chúng ta. Đấy, như thế này ạ. Hoặc đôi khi chúng ta sẽ có những cái đường gọi là đường polyline ấy. L. Đấy. Enter nhé, mình tạo ra các đường polyline. Thì các đường polyline thì mình đã hướng dẫn trong các clip lần trước rồi. Đấy, là đường nó như thế này. Thì ngoài ra chúng ta có thể biến một cái đường polyline thành các đường SP-line bằng cách nào? Chúng ta sẽ gõ lệnh SPL. Đấy, các bạn enter. Sau đấy các bạn thấy trên cái hộp thoại command chúng ta có cái lệnh đó là object. Thì các bạn kích vào đây. Đấy. Sau đấy nó bảo rằng các bạn hãy lựa chọn cái đường polyline, và mình sẽ lựa chọn cái đường này. Đấy. Và mình sẽ enter. Đấy, các bạn thấy chưa, cái đường polyline của chúng ta nó đã được biến đổi thành một đường SP-line, một đường cong trơn. Đấy. Và cái lệnh này ấy, cái lệnh mà biến đổi một đường polyline thành một đường SP-line ấy, thì có thể gõ bằng lệnh padding. Đấy. Đây. Mình gõ lệnh padding. Đấy, tức là p polyline edit ấy. Mình enter và mình chọn cái đường polyline, và sau khi kích vào chúng ta sẽ kích vào cái đường SP-line đây. Đấy, mình kích vào close. Đấy, để nó đóng kín lại, hoặc mình undo nhá. Đấy, hoặc mình ấn enter để thoát lệnh. Đấy, chúng ta đã biến đổi một đường polyline thành được một đường SP-line. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể vẽ một cái đường cong trơn trong phần mềm AutoCAD 2015. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.